Đảng Cộng Hòa toàn thắng ở Virginia, ông Trump cảm ơn người dân tiểu bang. Ông Biden, bà Harris im lặng sau dự đoán sai về kết quả bầu cử ở Virginia. Sự hỗn loạn trong cuộc bầu cử của New Jersey đếm nhầm hai lần khiến ứng cử viên của Đảng Dân Chủ tăng vọt số phiếu. 23 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà ở Nigeria, hàng chục người vẫn đang mất tích. Người ly Bang mang theo đống tiền mặt vô giá trị sau khi tiền tệ sụp đổ. Kính chào quý vị, Nguyễn Tươi rất vui được gặp quý vị trong bản tin cập nhật hôm nay ngày 4 tháng 11 trên các nền tảng của DKN TV. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng Cộng Hòa toàn thắng ở Virginia, ông Trump cảm ơn người dân tiểu bang. Kính thưa quý vị, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Glenn Youngkin vào ngày 2 tháng 11 đã đánh bại ứng cử viên của Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Tory McAuliffe trong cuộc đua giành chức thống đốc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Ông Youngkin dẫn trước ông McAuliffe với tỷ lệ 50-48, với 99% các khu bầu cử báo cáo vào lúc 8 giờ 50 phút sáng theo giờ miền đông nước Mỹ vào thứ Tư mùng 3 tháng 11. Đảng Cộng Hòa đã giành chiến thắng ở cả ba cuộc bầu cử cạnh tranh ở Virginia vào hôm thứ Ba, với William Shears chiến thắng trong cuộc đua vào chức thống đốc và Jason Milleris chiến thắng trong cuộc đua cho ghế tổng trưởng lý của tiểu bang. Cuộc đua ở Virginia là một trong những cuộc đua được theo dõi chặt chẽ nhất trong cuộc bầu cử diễn ra trong năm và được một số người coi là cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden. Hay ông Joaquin và Macauliffe đã chiến đấu trong một chiến dịch tranh cử căng thẳng về một số vấn đề nóng bỏng nhất đang làm sôi động nước Mỹ, bao gồm phá thai, lý thuyết chủng tộc quan trọng và cựu Tổng thống Donald Trump. Về mặt chính trị, cuộc đua cũng là một bài kiểm tra xem một cử tri quan tâm đến nền kinh tế nhiều hơn so với đại dịch sẽ bỏ phiếu như thế nào. Theo AP Votecast, khoảng 34% cử tri Virginia xếp kinh tế là ưu tiên hàng đầu của họ và 17% chọn COVID-19, 14% chọn giáo dục. Chiến thắng của Đảng Cộng Hòa lần này là một báo động đỏ cho Tổng thống Joe Biden và Đảng Dân Chủ Ông Biden đã giành được tiểu bang vào năm 2020 với cách biệt 10 điểm khá thoải mái. Trong những tháng gần đây, tòa Bạch ốc đã đối phó với hậu quả của cuộc rút lui hỗn loạn của các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, lạm phát cao cộng với sự phục hồi kinh tế chậm chạp trong bối cảnh đại dịch và chương trình nghị sự lập pháp có nguy cơ bị đình trệ ở Quốc hội. Sự mất mát đặt ra câu hỏi quan trọng đối với Đảng Dân chủ cho năm 2022 khi số phận của đa số dân biểu trong Hạ viện và cả Thượng viện sẽ được quyết định. Năm nay, cả hai ứng viên của Virginia cho biết tác động của cuộc bầu cử lớn đầu tiên kể từ khi ông Biden chuyển đến tòa bạch ốc sẽ được cảm nhận rõ ràng không chỉ ở tiểu bang của họ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã tweet một tuyên bố thông qua phát ngôn viên Liz Harrington nói: "Cảm ơn số lượng lớn cử tri base đã ủng hộ tôi và bỏ phiếu cho Jangkin. Cử tri base cụ thể là đề cập đến những cử tri da trắng không có bằng đại học. Ông nói tiếp: "Nếu không có các bạn, ông ấy đã không đến gần chiến thắng như vậy." Phong trào MAGA khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại đang mạnh mẽ hơn trước. Tuyên bố của ông Donald Trump tiếp tục, "Jokin sẽ là một thống đốc tuyệt vời, cảm ơn người dân Virginia, đồng thời quan trọng nhất, cảm ơn nhóm cử tri xuất sắc của chúng tôi, những người đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại." Tiếp tục với một diễn biến có liên quan, ông Biden, bà Harris im lặng sau dự đoán sai về kết quả bầu cử ở Virginia. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đã im lặng vào sáng thứ Tư, sau khi cả hai đều dự đoán sai rằng ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Terry McAuliffe sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua thống đốc Virginia. Ông Biden trở về Washington vào khoảng 2 giờ sáng thứ Tư sau chuyến công du 5 ngày đến châu Âu, bao gồm cuộc gặp với giáo hoàng Francis và hội nghị về khí hậu của Liên Hợp Quốc. Ông Biden đã tỏ ra chán nản khi bước xuống khỏi không lực một tại căn cứ Liên Hợp Andrews, hơn nửa giờ sau khi cuộc bầu cử thống đốc bang Virginia được tiến hành. Ông đã từ chối trả lời các câu hỏi về kết quả bầu cử. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa Glenn Youngkin, một doanh nhân đã nghỉ hưu và là người mới tham gia chính trị, đã giành chiến thắng trong cuộc đua giành chức thống đốc ở Virginia, nơi mà ông Biden đã giành được 10 điểm phần trăm chỉ một năm trước. Tại New Jersey, thống đốc đương nhiệm của Đảng Dân Chủ Phil Murphy đã gặp bế tắc trong một cuộc đua căng thẳng bất ngờ với Jack Ciattarelli của Đảng Cộng Hòa. Người chiến thắng vẫn chưa được gọi tên trong cuộc đua này. Chỉ vài giờ trước khi các cuộc thăm dò kết thúc, ông Biden đã dự báo một chiến thắng cho cả hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, mặc dù ông thừa nhận rằng các cuộc đua xít sao so với mong muốn của Đảng. Tôi nghĩ chúng ta sẽ giành chiến thắng ở Virginia, ông Biden nói với các phóng viên khi tham dự hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc ở Scotland. Ông Biden và bà Harris đã đến Virginia để ủng hộ ông McAuliffe. Tuy nhiên, ông McAuliffe đã phàn nàn rằng Tổng thống không được ưa chuộng ở Virginia. Ông Biden bây giờ có thể sẽ phải đối mặt với các câu hỏi nếu không phải là những lời buộc tội thẳng thắn từ các đảng viên của Đảng Dân Chủ về việc liệu ông không thông qua dự luật chi tiêu xã hội sâu rộng của mình có ảnh hưởng đến các cuộc đua hay không tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy việc tôi làm tốt hay kém, việc tôi có thông qua chương trình nghị sự của mình hay không sẽ có bất kỳ tác động thực sự nào đến việc thắng hay thua. Ông Biden nói, bà Harris trong khi đó dự đoán rằng cuộc chạy đua thống đốc bang Virginia sẽ báo hiệu kết quả của cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Trong khi vận động tranh cử với ông McAuliffe, bà nói, Điều gì xảy ra ở Virginia, phần lớn sẽ quyết định những gì xảy ra vào năm 2022, 2024 và hơn thế nữa. Đảng Cộng Hòa nắm bắt dự đoán của bà Harris, nói rằng điều đó có nghĩa là Đảng Cộng Hòa hiện có ưu thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 và cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của Đảng Cộng Hòa, Ronald Romney McDaniel, đã tweet bình luận của bà Harris, nói thêm, Người Virginia đã gửi một thông điệp vang dội, khiển trách các đảng viên Đảng Dân chủ, làn sóng đỏ là đây. Tiếp tục với một diễn biến nóng đáng chú ý, sự hỗn loạn trong cuộc bầu cử của New Jersey đếm nhầm hai lần khiến ứng cử viên của Đảng Dân chủ tăng vọt số phiếu. Thưa quý vị, báo cáo về các vấn đề trong cuộc đua cho chức thống đốc của New Jersey đang gây ra một số lo ngại lớn. Theo phóng viên chính trị quốc gia Steve Konaki của đài NBC News, cuộc bỏ phiếu sớm ở hạt Hudson, New Jersey đã được tính hai lần. Rõ ràng, cuộc kiểm phiếu kép đã mang lại cho ứng cử viên của Đảng Dân chủ Philip Murphy 10.732 phiếu bầu bổ sung, trong khi đối thủ của Đảng Cộng hòa của ông Jack Ciattarelli chỉ đạt được 2.842 phiếu bầu. Phóng viên Konaki tiếp tục nói rằng số lượng hiện đã được sửa lại. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng một sai lầm như vậy đã được thực hiện ngay từ đầu. Sau sự điều chỉnh, Seattle Rally của Đảng Cộng Hòa trong giây lát đã giành lại vị trí dẫn đầu. Nhiều chuyên gia chính trị khác nhau đã lên Twitter để nói lên mối quan tâm của họ về vấn đề này. Nhà báo David Hoshanji viết, đây là một cách tốt để tạo thêm nghi ngờ và tạo ra nhiều thuyết âm mưu hơn về các cuộc bầu cử. Ned Cohn của The New York Times thì viết rằng, Tôi cực kỳ khó hiểu bằng cách nào mà các tiểu bang, địa phương vẫn có thể tiến hành kiểm phiếu trong nhiều ngày và không có báo cáo chất lượng cao, minh bạch về chính xác loại phiếu đã hoặc chưa được kiểm. Chuyển sang phần tin tiếp theo. 23 người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà ở Nigeria, hàng chục người vẫn đang mất tích. Kính thưa quý vị, như tin đã đưa, theo nhà chức trách, Số người chết vì vụ sập một tòa nhà chung cư cao tầng ở Nigeria đã tăng lên 2-3 người sau khi hai thi thể khác đã được tìm thấy trong đống đổ nát vào chiều thứ tư mùng 3 tháng 11. Một số người ước tính rằng hàng chục ngôi nhà vẫn chưa được tính đến sau vụ sập và thống đốc Lagos Babajide Sangu olu nói rằng, hy vọng là những gì đang bị thiếu, AP đưa tin. Ông nói về những gì còn sót lại của tòa nhà và nói với các gia đình rằng, hy vọng là điều mà tất cả chúng ta yêu cầu lúc này. Các công nhân đã giải cứu 9 người khỏi đống đổ nát vào hôm thứ Ba, nhưng không có thêm người sống sót nào được phát hiện vào hôm thứ Tư. Trong khi không biết có bao nhiêu người nữa có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát. Một công nhân xây dựng tại hiện trường vụ sập ước tính có khoảng 100 người trong vụ tai nạn, còn khoảng 70 người vẫn đang mất tích. AP đưa tin, thống đốc Lagos nói rằng vẫn chưa biết các nỗ lực cứu hộ sẽ tiếp tục trong bao lâu. Người Liban mang theo đống tiền mặt vô giá trị sau khi tiền tệ sụp đổ. Thưa quý vị, chủ nhà hàng An Toang Haddad đã kinh doanh hơn 35 năm, nhưng nói rằng ông đã hết hy vọng khi Liban phải vật lộn với một trong những cuộc khủng hoảng tài chính sâu sắc nhất thời hiện đại. Đồng bảng Liban mất khoảng 90% giá trị trong 2 năm qua, khiến 3 phần tư dân số nước này rơi vào cảnh nghèo đói. Đối với Haddad sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng này và những cuộc khủng hoảng khác mà Liban đã từng trải qua, bao gồm cả cuộc nội chiến từ năm 1975 đến năm 1990, là cảm giác như không có hồi kết. Trước đây, bạn đã hy vọng rằng ngày mai chiến tranh sẽ kết thúc, chúng ta làm điều này, điều kia và quay trở lại nơi chúng ta đã ở. Nhưng lần này không có hy vọng, ông nói. Họ, những người nắm quyền, hứa với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ có nhiều tiền trong tay và chúng tôi thực sự có rất nhiều thứ để chơi. Ông nói một cách châm biếm về việc ngày càng cần có nhiều tiền giấy cho các giao dịch mua cơ bản, khiến đồng tiền như đồ chơi. Haddad, có nhà hàng nhỏ kinh doanh từ năm 1984 cho biết, ông chỉ có thể mua 10% số dầu ô liu mà ông từng mua với cùng một số tiền. Chính phủ đã cố gắng làm đẹp mặt trước tổ chức tiền tệ IMF khi phải đối mặt với một cuộc bầu cử vào tháng 3, nên đã tăng gấp 3 lần phụ cấp đi lại cho nhân viên để giảm bớt một số thiệt hại. Nhưng hầu hết các khoản lương, bao gồm cả mức lương tối thiểu, đã không được điều chỉnh. Chủ quán rượu Mosha Jacob cũng ngạc nhiên với số tiền mặt mà ông cần để vận hành công việc kinh doanh của mình. Tôi chưa bao giờ cầm trong tay số tiền này. Ông nói khi đếm khoảng 10 triệu bảng đi băng, trị giá 6.600 đô la Mỹ theo tỷ giá trước khủng hoảng, nhưng hiện nay chưa đến 500 đô la Mỹ theo tỷ giá thị trường. Số tiền đó được sử dụng để trang trải hoạt động của một quán rượu trong nhiều tháng, nhưng giờ đây chỉ trả được một vài hóa đơn. Ông nói, chủ cửa hàng tạp hóa Ronnie Bowrach đã thay đổi cách lưu trữ tiền trong ngăn kéo tiền mặt của mình. Giờ đây, khi các tờ tiền nhỏ hơn được sử dụng ít hơn và tiền xu gần như không tồn tại. Tôi đắn đo không biết nên mang theo bao nhiêu trong túi khi ra về. Có khi tôi mang theo 1 triệu bảng hoặc 1,5 triệu, nhưng ý tôi là chúng vô giá trị. Ông nói, một hóa đơn nhà hàng bây giờ có thể cao hơn thu nhập của một số công nhân. Ali Jaber, một nhân viên khu vực tư nhân nói, xin Chúa giúp những người không có thu nhập hoặc không có khả năng làm việc. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại